mưa không có em, bờ đá công viên âm thầm. Chiều mưa không có em, răng mắc mây không buồn trôi. Đòi mùa thu lãng quên, vào tiếng mưa rơi em thềm. Trời còn mơ ước thêm, cho dài ngày tháng không tên. Chiều mưa không có em, đường phố quên chưa lên đèn. Chiều mưa không có em, biết lấy ai chỉ hơn tôi. Trời mùa thu lắm mây, còn bước em đi chưa về. Tay ôm lẻ loi, cho mình còn mãi thương nhau. Trầm lặng người đi qua trên đường phố ren mưa, dấu chân chưa tìm về chút kỷ niệm ngày đầu. Để từng mùa thu đến, ra đi không mang tình. Nó quên đi đành sao. Kể từ em vắng xa, ngày tháng bơ vơ quên mình. Mùa thu mưa vẫn rơi, không bước chân em tìm đến. Chuyện ngày xưa biết sao, mọi cánh chim bay phương nào. Ngày xuân ấm êm, cho mình gọi tình yêu em. Chiều mưa không có em, đường phố quên chưa lên đèn. Chiều mưa không có em, biết lấy ai chỉ hơn tôi. Trời mùa thu lắm mây, còn bước em đi chưa về. Vòng tay ôm lẻ loi, cho mình còn mãi thương nhau. Trầm lặng người đi qua trên đường phố ren mưa, dấu chân chưa tìm về chút kỷ niệm ngày đầu. Để từng mùa thu đến, ra đi không mang theo, nó quên đi đành sao. Kể từ em vắng xa, ngày tháng bơ vơ quên mình. Mùa thu mưa vẫn rơi, không bước chân em tìm đến. Chuyện ngày xưa biết sao, mọi cánh chim bay phương nào. Còn ngày xuân nắm em, cho mình gọi tình yêu em. Ngày xuân ấm êm, cho mình gọi tiếng yêu em. Đó là bài nhạc Chiều mùa thu không có vắng em, mùa thu trong mưa, tác phẩm của nhạc sĩ Hoàng Sa. Coi như là để cho nghệ thưởng máy âm thanh, mà có cái gì thưa sót thì các anh chị xa thử cho Hòa Vinh. Và bài nhạc thứ hai nữa là chúng ta vô trình văn nghệ nha. Rồi xin gửi đến cả nhà bài nhạc thứ hai Bảo Tình, đúng không? Một tác phẩm của Hoàng Trọng. Thank you.
tình khi yêu đương càng thương luyến khi gần nhau, tình khi đơn thôi vẫn vươn chén gây buồn đau. Lạnh vì mưa gió bao trong lòng, vì khao khát yêu phai tàn, và khi yêu mình ta tiếc thương nhau. Từ khi xa em lạnh xâm lấn tâm hồn anh, tìm trong đơn côi những mơ xưa đêm từng đêm, mong tình ân ái lúc ban đầu tìm đâu thấy đam mê nào, về dây dựng thêm tâm tư ngày nỗi ngày. Em ơi hôm nào gió mưa gào trong đêm tối, em ơi phút hôn mê tình thương bao tố khiến rơi lệ rơi. Em ơi thôi tan vỡ hoa đời hận sao môi, em ơi lúc lẻ loi cây đắng chờ nằm bên đắm đuối. Tình sao cần mê tình mong đắm mơ về đâu, tình qua men say nỗi duyên xưa thêm dài lâu. Tình càng tê tái túi hương tình càng êm ái quên nụ sầu, và ngang trái cho tơ duyên đẹp thêm màu. Mọi bình nhìn xin chứng hồng mấy chợ anh trai phát tước nha. Chứng chào bé anh Nhi Nguyễn, chứng hồng tình yêu gián ngọc nè. Chứng chào anh Nguyễn Nga, chứng chào chị Bỏ Chạy, chứng chào chị Lưu Hoan. Bây giờ máy chưa còn nóng mà âm thanh chứ cơn còn nóng à, chưa có gì cả. Là vui chơi tí xíu thôi, chúng ta sắp sửa vào chương trình văn nghệ buổi chiều hôm nay. Âm thanh mà có gì không hay thì anh chị có cho ông biết nha. Âm thanh ánh sáng từ vừa rồi thì các chị thằng tha tình quá, tại vì nó tới mù tới mịt không ai nói cho ông biết cả. Hôm nào gió mưa về trong đêm tối, em ơi phút son mê tình thương bao tố khiến rơi lệ rơi. Em ơi thôi tan vỡ hoa đời ân sao ngôi, em ơi lúc lẻ loi cây đắng chẳng nằm bên đắm đuối. Tình sao cần mê tình mong đắm mơ về đâu, tình qua vương say nỗi duyên xưa thêm dài lâu. Tình càng tê tái cuối hương tình càng êm ái quên ưu sầu, và ngang trái cho tơ duyên đẹp kịp ngoài. Tình càng tê tái cuối hương tình càng êm ái quên ưu sầu, và ngang trái cho tơ duyên đẹp kịp ngoài. Rồi, mời
Vinh xin chào cả nhà nha. Chúng ta có thể bắt chương trình văn nghệ của chị hôm nay. Một lần nữa Hòa Vinh, Vy Cương và các chị em giáng nghệ sĩ của Việt Thân Minh xin cảm ơn những tình yêu đã ủng hộ cho Hòa Vinh, Vy Cương từ bấy lâu nay. Hòa Vinh thấy có hôm nay có Giáng Ngọc nè, có anh Bá Tước nè, có chị Lu Ngoan nè, có em Andy Nguyễn nè, em Nguyễn Nga, chị Nguyễn Nga nè, và chị Lu, chị Võ Chạy nè. Xin cảm ơn mọi người đã đến chương trình thật là sớm. Hôm nay coi như là ngày 24 tháng 2, ngày thứ sáu, chương trình văn nghệ được phát thanh từ thành phố San Jose, tiểu bang California, nước Mỹ, và 4 giờ chiều tức là Việt Nam là 7 giờ sáng. Hôm nay ngày chủ nhật, ngày thứ bảy rồi phải không ạ? Chúng ta có 2 ngày thứ bảy và chủ nhật ở Việt Nam. Ngọc Vinh xin chào chị Châu Lê. Hồi nữa chúng ta gặp chị Châu Lê đến đây nhá. Chúng ta chuẩn bị cho chúng ta tập dượt ngày thứ bảy để chuẩn bị cho chương trình văn nghệ của cộng đồng ngày chủ nhật này. Rồi xin các chị giúp đỡ Ngọc Vinh Vy Cương một cách chia sẻ video này đến mọi người. Và dạo này Ngọc Vinh Vy Cương bị Facebook chặn nhiều lắm, từ này không làm gì được. Xin cả nhà giúp đỡ cho. Rồi hôm nay thì chương trình chương trình văn nghệ ngắn gọn và dễ thương. Chúng ta không có chị Ngọc Diễm, thì Ngọc Diễm còn ở Việt Nam, sẽ qua tại bên đây ba tuần lễ nữa. Chúng ta hôm nay là có tình yêu hai người đến là anh Hùng và chị Lợi Mỹ Lợi, phải không ạ? Sẽ đến chung với chúng ta, vì chúng ta có chị Châu Lê. Buổi trình văn nghệ không có dài mà cũng không có ngắn, mà mình nghĩ là 3 tiếng 3 tiếng rưỡi một là xong. Vy Cường cứ nói gì không thì chúng ta chưa bắt đầu chương trình hôm nay. Hôm nay chỉ có mình Hòa Vinh, Vy Cường và Ngân Hà có mặt ở đây thôi. Tí xíu nữa khi mình ta tí xíu nữa thì chắc chắn nghệ sĩ đến đầy đủ hơn. Còn chừng hôm nay chúng ta khoảng 7 người thôi, không có nhiều. Ngày mai chúng ta có thêm nhóm múa nữa thì chương trình sẽ đông hơn. Dạ, mỗi ngày phải thay đổi phải không ạ? Thì cuộc sống hàng ngày cũng chúng ta cũng phải thay đổi, thì ngay cả chương trình thì nó cũng phải lúc nào cũng phải có một cái gì khác biệt, không bao giờ là giống nhau hết trơn. Nhưng mà nói chung ra thì ngày cuối tuần là coi như là giống như là được một cái gì đó gọi là rất là sung sướng đó, về tới nhà là được ca được hát tung tăng rồi phải không ạ? Được gặp quý vị mà nói chuyện đã. Còn ngày thứ hai thứ năm là nó dài thê thảm luôn. Ngày thứ tư là dài nhất chứ, ngày thứ hai là chán nhất, ngày thứ tư là dài nhất, ngày thứ năm là bắt đầu là muốn chết, ngày thứ sáu là bắt đầu chuyện thứ tư trở lại, ngày chủ nhật là thấy là ngập ngắm rồi. Dạ, với chị thấy thì ở cái cuộc sống nước ngoài này thì nó lúc nào nó cũng là gọi là cái thời gian đi quá là nhanh, phải không? Nhiều khi mình trong tuần nó đi làm, nhiều khi nó ủa chứ đi làm không biết chứ, ngày thứ sáu tới rồi chứ, tưởng còn ngày thứ hai thứ ba. Vâng, ở Việt Nam thì hình như là rất là rảnh, ở bên Mỹ này rất là bận. Anh Vân Mai hỏi ngoài bên đây tại sao anh không trả lời em, trả lời sao được, anh nhiều khi làm việc tới 10, 11 giờ đêm, tối nhiều thức khuya mà còn không sống nữa, thành ra sao mà trả lời em kịp. Dạ, với chị thấy thì xứ này là hình như là cái mình chạy theo thời gian không kịp. Hoàng hôn mà mới vô hoàng hôn tắt kìa. Anh Vinh tại sao anh quên em rồi, không quên hoàng hôn đâu nha. Tại vì anh Vinh không thấy cái màn ảnh này nhỏ xíu mà. Anh nhìn nhiều khi không thấy không kịp thôi. Hoàng xin chào em hoàng hôn nha. Rồi thiệt chứ Hoàng Vinh. Xin chào bạn Thanh Tùng, chào tình yêu Thảo Ngọc, mà chào bạn Đặng Kim Long. Và chào bạn Phương Đỉnh luôn nha. Hoàng Vinh không biết không biết ở Việt Nam mấy vùng khác làm sao, biết bé Annie làm sao, ở San Diego làm sao, mà ở San Jose thì thời tiết quá là lạnh luôn. Mấy bữa nay trời đóng tuyết quá mà Hoàng Vinh đã gửi trên cái hình đăng trên Facebook rồi, không thể nào tưởng tượng được California có tuyết bao giờ, nhưng mà hôm nay từ Saratoga cả đây khoảng 10 phút đã có tuyết chạy đến California, là chưa bao giờ ở đường bên cái sinh trưởng ở đây biết bao lâu năm, 40 năm rồi không bao giờ thấy tuyết, mà hôm nay thấy tuyết đến sân tình thuộc thành phố San Jose California coi như là quá lạnh. Các chị thấy trên núi là phủ đầy đống tuyết phải không ạ? Đêm 39 độ coi như là đông như tảng đá vậy. Thành ra khi mà thấy anh chị em nghệ sĩ bận áo mà chùm đầu kín mít như thế này, các chị thông cảm mình cho, tại vì quá lạnh. Dạ, chỉ có năm nay thôi nha. Mỗi năm thì ok, nhưng mà năm nay thì không biết tại sao thời tiết nó trở mùa như vậy. Đã, thì thôi mình cũng đành cam chịu thôi, phải mà từ ông trời mà ông muốn thì làm sao mình làm được vừa lòng ông trời. Thì coi như là mình cứ mặc, thấy rằng mình mặc một lớp áo thì bây giờ mình mặc 4 lớp thì cũng không có gì là gọi là, thì nó hơi tròn một chút xíu thôi, nhìn thấy cũng
quan trọng không? Nhìn thấy cũng bỉ miều phải không ạ? À, giống như em bé lúc nào cũng không bao giờ gọi là thiếu thịt. Rồi thôi bây giờ chúng ta 4 giờ rồi, chúng ta vào chương trình văn nghệ buổi chiều hôm nay. Một lần nữa Hoàng Vinh và Chí Cương chân thành cảm ơn cả nhà đã ủng hộ cho Hoàng Vinh Chí Cương. Hoàng Vinh Chí Cương thấy em Hoàng Hôn nha, phải là không thể bây giờ thấy rồi, hồi nãy là không thể, bây giờ thấy em Hoàng Hôn rất là rõ luôn phải không ạ? Hoàng Hôn lúc nào đến chương trình văn nghệ của anh Hoàng Vinh và xin cảm ơn em Hoàng Hôn nhé. Đó là tình yêu thật là quý báu đối với anh và Chí Cương, các anh chị nghệ sĩ. Và Hoàng Vinh sao anh trai Huấn Trần khỏe không anh trai? Huấn Trần nói ở Oregon có 18 độ. Mình ở đây 39 độ là mình đã than khóc quá trời. Mà anh Huấn Trần nói 18 độ tội nghiệp anh quá trời. Vâng ơi, chúng ta có tới hai Huấn Trần lận nha. Mà anh Huấn Trần từ Oregon, mà anh Huấn Trần ở Việt Nam, nó hai Huấn Trần. Thành ra khi mà mình nói chuyện đấy, anh nào nói chuyện nào cũng biết. Thôi kệ, anh nào cũng là anh. Tên cùng một tên. Anh nào cũng là anh, cứ xưng tên anh là được rồi phải không ạ? Nhưng mà 18 độ, 18 độ mà tiết mà rơi tới 10 inch thôi cho trời. 10 inch. ở đây 39. Rất là chẳng thua gì New York. Ở đây 39, 40 rồi đã thấy là khóc rồi, muốn nằm ở nhà là coi như là đắp mền ngủ nằm rồi. Tê tái không muốn ra ngoài đường luôn. Mà thôi kệ, nơi nào sống rồi cũng sẽ quen. Lỗi mà. Tại Huấn Trần nó tự nhiên đi Oregon chạy xuống San Jose, mang cái lạnh của thành phố Oregon đến đây và đi vẫn còn cái mang mát cái lạnh nữa chứ. Tình yêu Huấn Trần đó. Nhưng nha. Mà biết chị nào mà ở nơi cái vùng tuyết á, thì cái da rất là tốt nha, trắng rất là trắng như tuyết luôn, tuyệt trần luôn. Mình thử không trắng được, đang là bị gấu quất. Đang như Cường bỏ đảm ra ngoài đường bị gấu quất lên, không cần phải đi làm tẩy da vậy trần. Ở giống như là ở nơi đó là tự nhiên các con có một làn da rất là tuyệt đẹp đó. Tự nhiên trắng. Ủa sao trứng Huấn Trần đen vậy? Đẻ lộn. Chắc Huấn Trần đen là chắc ở nhà bật máy sữa nhiều quá không chịu ra ngoài, không chịu theo cái thời tiết phải không ạ? Thành thử ra Huấn Trần đen vậy thôi. Chứ mà ráng đi, ráng ra ngoài chịu với phong sương thời tiết mà rồi mai mốt sẽ trắng sẽ đẹp thôi. Anh đi ở thành phố San Diego em đi ở thì bên đó chỉ có mưa nguyên ngày mà thôi. À, bên đây không mưa âm âm tắt luôn, nhưng mà tuyết hôm nay tự nhiên đóng tuyết xuống nhiều quá. Tại uống cà phê nhiều cũng đang thôi. Tại uống cà phê nhiều nên đen. Rồi xin chào bạn Xuân Diễn Vũ nha. Rồi chúng ta chương trình văn nghệ chiều hôm nay chứ kéo trễ, hôm nay chương trình văn nghệ lúc đầu tưởng là ngắn, nhưng thêm 3 người nữa thành ra dài rồi. Không sao. Rồi chị nhỏ rồi, chào cả nhà nha, chúc cả nhà ngày mới vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc nha. Người ta bùng tuyết thì có áo lạnh, bận với Cường cha nhà nghèo. Cha bản trai nhà nghèo sao phải thắp quần áo ra. Đúng rồi, trai nhà nghèo đâu còn quần áo nữa đâu. Mà thôi kệ, lạnh quá phải mặc thôi. Chứ mà trời nóng mà cũng cởi hết. Mà mình xin chào chị Biết Lê nha. Mong rằng chị enjoy một ngày mới và đồng thời enjoy chương trình văn nghệ nhỏ nhỏ của chúng em chiều hôm nay nhé. Rồi chúng ta chương trình trai nhà nghèo, một tác phẩm của Trần Nhật Quang. Rồi xin mời cả nhà thưởng thức nha, chia sẻ cho em nha. Love you. Đông yêu ai, tình yêu con gái bây giờ ai không giàu thì cũng có mơ. Con gái thời nay gặp trai không tiền, em cho làm việc khi mình thương duyên. Trả lời em cần tiền thôi. Ôi tiền làm bao người mê say, tiền làm bao người đổi thay. Tình đời bạc trắng là đây, nỗi đau ai thấu cho tôi thấu.
như muốn gửi bao điều cao sang. Còn đâu đôi quá tim vàng, chỉ nghe câu nói phù hợp em bao giờ em hẹn giờ về xa. Mọi người xin chào tình yêu anh Đoàn nha, chào bạn tình yêu Mộng Thúy. Mộng Thúy hôm nay về nhà là phải không à? Anh Mộng Thúy chưa ông sợ đi bác sĩ đi bệnh viện mổ sợ khó khăn mà anh sợ được tình yêu và xin chào tình yêu anh Đoàn đến chị Quang Thị Đại Chị hôm nay. Mong rằng nhà anh Đoàn tình yêu đồng tình thấy những người phút thoải mái và kế tiếp. Xin cảm ơn anh và cảm ơn cả nhà. Con gái thời nay gặp trai không tìm, em cho là thiệt khi mình chưa duyên. Hỏi em sao nói anh tiền, em trả lời em cần tiền thôi. Tôi tiền biết làm bao người để say, biết làm bao người cho tôi thấy. Cuộc đời bạc trắng là đây, nỗi đau anh thấu cho tôi trong đời. Con gái đời này sao thay đổi nhiều, chỉ yêu một người bao điều cao xa. Còn đâu đâu có tin rằng, chỉ nghe câu nói phù mà em bao giờ em cần rời xa. Còn đâu đâu có tin rằng, chỉ nghe câu nói phù mà em bao giờ em cần rời xa. Chị vừa nghe nhạc phẩm Trai Như Nghèo và tiếng hát của em Như Cương. Và nhạc phẩm thứ hai Như Cương cũng xin trình bày với nhạc phẩm Hòa Vinh xin thân chào em Dương Văn Trinh. Xin chào em Mia Gia Tuyết. Xin chào em Nga Trần. Xin chào anh trai. Mới thấy anh nhạc bên anh Hòa, anh Phạm, anh Dương Văn Trinh. Dì Cường xin chào cả nhà nhé. Rồi nhạc phẩm Dì Cường trình bày sẽ nhạc phẩm Gió Về Miền Xuôi. Xin gửi đến cho tất cả mấy chị cùng lắng nghe. Miền Xuôi anh đưa em cúi nẻo cúi đuôi, gió đầu nòng gió lòng đầu đưa em đi đường nở hoa khắp lối cây. Trên đường em đi đường nở hoa khắp phố phường. Là về miền xuôi anh đưa em nửa đường dòng, để em qua sông qua suối thăm chồng. Gió về miền xuôi qua bốn vịnh năm bồi, đón đưa em miền xuôi. Em ơi em ơi, về xa mấy bước, đường về quê xa mấy ngõ, mà sao người nỡ bỏ quê đường. Trên đường em đi đường nở hoa khắp lối cây, trên đường em đi đường nở hoa khắp phố.
Vinh xin thân chào em Cẩm Hồng, em là bạn Bình Nguyễn, em cảm giác thanh bình, em nghe trời đến từ thành phố Philadelphia. Và xin muốn chào em Nguyễn Tiếp và cảm ơn em đã nói duyên cơ ca rất là hay. Cảm ơn các nhà rất nhiều. Cảm ơn Giáng Ngọc đã giờ làm MC chương trình thay giới thiệu bài nhạc cho duyên cơ. Nơi nào có con mùa xuân không em, rừng ngàn lá gió đêm nhắc nhở thì thầm, nắng ở trên đầu, nắng trong lòng phố, gió ở trên đó, gió cũng bay về. Yêu nhau vì mình xa nhau nên mới giận thương, vì mình yêu nhau nên nhớ nhớ nhau. Em ở nơi nào có con mùa xuân không quên, rừng ngàn lá gió về, chắc em buồn biết mấy, dáng nhỏ sung sướng cũng nhớ đêm ngày. Mai lỡ khóc về, chắc em buồn biết mấy, dáng nhỏ sung sướng Vinh. Xin thân chào em Như Giấc Chim Bao, bạn Lộc Lê ở San Jose này, em Hoa Nguyễn và em Phạm Hiền. Mà xin trả lời cho em Tiên Thủy, vâng, chương trình văn nghệ nhạc sao chắc em ạ. Được phát sóng từ thành phố San Jose, địa bang California. Em hỏi chương trình này em có vào được hay không? Tùy theo mà em ở gần San Jose thì tụi anh rất là welcome đến đây chơi với tụi anh nhé, và các chị em khác nữa. Mà nếu em ở Việt Nam thì chịu thua. Sao mà chịu không nổi luôn. Xin chào cả nhà nhé. Vâng, chào em Phạm Hiền nha. Lên tiếng chào các sĩ, chào cả nhà. Và xin cảm ơn anh Bác Tước nha. Lúc nào cũng ủng hộ tụi em, ngày nào giờ cũng thật sớm mà. Cảm ơn anh trai, mong là anh trai có nhiều sức khỏe. Rồi xin mời cả nhà thưởng thức với nhạc phẩm Tình Chết Theo Mùa Đông, sáng tác của cố nhạc sĩ Lâm Phương, qua tiếng hát của chị Ngân Hà. Xin gửi đến chào tất cả quý chị cùng lắng nghe. Gây bao thương đau, càng yêu.
Bây giờ xin mời cả nhà thưởng thức với nhạc phẩm Bên Anh Ngày Cuối, sáng tác của nhạc sĩ Diệu Hương và tiếng hát của Hoàng Vinh xin gửi đến cho tất cả các chị cùng nghe nhé. Từng môi hồng cò môi gió thổi về đêm đêm, em bên anh ngày cuối mắt lệ buồn long lanh, đêm im không lời nói mà lời buồn qua tiếng thơ dài. Từng nhịp tim thổn thức nghe vọng về bên tai, em chưa bao giờ biết cuộc tình rồi phôi phai, theo anh qua đường phố cho một lần xa mãi nghìn trùng. Em đi xa vời em ơi, em về có nhớ đến một người, đêm nay sẽ là đêm cuối rồi, cho anh hôn lên đôi mắt người để còn tìm mãi trong dòng đời hình bóng người xa cũng trôi. Một ngày trong đời bóng thấy mình là hư không, em đi như là gió, gió lòng chiều qua sông, đêm mưa mau đầy máu ôi giọt buồn
xe sắc trời đồng. Chúng tôi xin cảm ơn tình yêu Hồ Thanh Tôn, tình yêu Andy Nguyễn nha, tình yêu Phạm Hiệp nhé. Xin chào tình yêu Kê Đức Diệp, xin chào Bác Ước, xin chào tình yêu Thắng Hồng nhé. Xin chào chị Nguyễn Vân, xin chào tình yêu Thanh Vân, xin chào tình yêu Nga Trang, chào tình yêu Hồ Thanh Tôn nhé. Chào chị Giang Hồng nhé, chào tình yêu Lạc Lê, chào cả nhà. Từng nhịp tim thổn thương nghe vọng về bên tai, em chưa bao giờ biết cuộc tình rồi phôi phai. Theo em qua đường phố chờ một lần xa mãi ngàn trường. Em đi xa vời em ơi, em ơi có nhớ đến một người. Đêm nay sẽ là đêm cuối rồi, cho anh hôn lên đôi mắt người để còn tìm mãi trong dòng đời hình bóng người xa quân rồi. Một ngày trong đời bóng thấy mình là hư không, em đi như là gió, gió lọc chiều qua sông. Đêm mưa mau đầy măng, ôi giọt buồn xe sắt trời đồng. Như Cương xin cảm ơn những lời chào của anh trai Đoàn Minh Phụng nhé. Tình yêu Kim Minh và anh Hoàng Lê Nhật thì bận lắm, thành thử nay mai gì cũng sẽ tới thôi. Xin chào tình yêu Nguyễn Rồng Khôi nhé. Xin chào cả nhà. Và sau đây xin mời biên chị thưởng thức nhạc phẩm và phía đá sau. Và thành hát đoàn Hoàng Quỳnh sẽ gửi để cũng thêm một tác phẩm của nữ nghệ sĩ Kiều Hương. Hoàng Quỳnh một lúc hai bài. Bài đầu tiên là Bên Nhà Ngày Cuối cũng của nữ nghệ sĩ Kiều Hương. Xa rời tôi, còn ai cùng đi giữa đời? Mênh mông đây là đâu? Là biển vắng đêm sâu. Khi em hay mặt đi, lòng tôi tơ phiến đá sầu. Chờ vô trong lành cân, muôn phiên theo tháng năm. Rồi tình lâu về mình tôi bước dài về thế. Em vô tình làm sao hồn tôi giờ đây uống màu. Trong đêm thâu còi tên lòng càng vắng xa thế. Tôi hồn
xuống đây là ai, hồn như một phiên đá nằm trăm năm như ngàn năm, người cũng đã băng khoăn. Dài lê thế em vô tình làm sao hồn tôi giờ đây uống nhau trong đêm thâu, tôi gọi tên lòng càng vắng xa thế. Tôi hôm nay là ai, hồn như một viên đá nằm trăm năm như ngàn năm, đã bâng khuâng trăm năm như ngàn năm, người cũng đã bâng khuâng trăm năm như ngàn năm, người cũng đã bâng khuâng. Bây giờ xin mời cả nhà thưởng thức nhạc phẩm với tình yêu thóng ngọc, ân tình Bến Tre sẽ gửi đến cho tất cả quý chị cùng lắng nghe nhé. Tại sao người miền quê có nhiều tỉnh mà lại không ca, nhà tỉnh Bến Tre mà ca?
Vinh, xin chào anh Thanh Vinh, xin chào bạn Kê Vinh Diệp, xin chào anh Hồ Thanh Tôn, xin chào anh Nguyễn Trọng Khôi và xin chào tình yêu Nguyễn Vân đã đến chương trình văn nghệ chiều hôm nay và gửi rất nhiều quà cho tình yêu Thảo Ngọc. Xin cảm ơn cả nhà, cảm ơn mọi người, mong rằng mọi người có một ngày mới ở Việt Nam, một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, nhiều sự may mắn và nhiều sự bình an. Xin chào những tình yêu mới đã đến trên đoạn nghệ với chiều hôm nay. Mọi người thấy có em Nga Hoàng, em có em Cẩm Hồng đã đến thời sớm, em Yến Nguyễn và em Luyến Phạm. Xin cảm ơn mọi người và xin nhắc nhở là chương trình văn nghệ của Việt Thanh Minh được bắt đầu ngày thứ 6 và thứ 7 lúc 4 giờ chiều, tức chợ Việt Nam là ngày thứ 7 và chủ nhật là lúc 7 giờ sáng. Một lần nữa xin cảm ơn cả nhà và cảm ơn Luyến Phạm đã nói hay quá em. Hay là tại vì Thảo Ngọc nó có Thảo Ngọc là người Bến Tre, người gái tỉnh Bến Tre thì có dễ thương không ạ? À? Đó là để các anh chị lên tiếng. Mình thấy cũng ok thôi. Xin cảm ơn anh Lý Phạm đã tặng cho Thảo Ngọc nhiều đó hoa màu đỏ nha. Cảm ơn Nguyễn Trọng Khôi. Nhiều gửi hai đứa ung hôn nhau với anh trai. Chuyện gì đây? Chuyện gì đây? Rồi bây giờ xin mời cả nhà thưởng thức nhạc phẩm Xin Trả Lại Thời Gian, sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn qua tiếng hát của tình yêu Hồng Dương, sẽ gửi đến cho tất cả quý chị cùng lắng nghe. Xin chào cả nhà. Yeah.
Xin mời chị Châu Lê lên với nhạc phẩm Đang Áo Mùa Xuân, sáng tác nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân, sẽ gửi đến cho cả nhà cùng lắng nghe. Châu Lê xin trân trọng kính chào quý vị. Yeah.
Dữ lắm mới được trình độ như thế đó mà không ngờ chị Cường à, một năm trước chị Châu đây đâu ca việc nhiều đi đâu, lần này rất là hay, rất là trúng dẹp, rất là giọng ca rất là mạnh và réo rác luôn á. Rồi bây giờ xin mời là căng tiếng không căng tiếng chắc chết chết ca xỉu các cả nhà luôn. Rồi xin mời anh Nhật Linh lên với nhạc phẩm Mùa Xuân Của Mẹ nha. Sau nha xin Nhật Linh là anh Hưng và chị Mỹ Lợi giùm em ạ. À, mùa sầu riêng. Mùa sầu riêng hả? Đúng rồi, mùa xuân mà không ra mùa xuân thành mùa đông lạnh lẽo, thành ra nó sầu riêng, không có gì trơn trọi. Một là thứ hai là bị Thảo Ngọc bỏ ở đây. Nhật Linh xin kính chào cả nhà mình. Rất cảm ơn sự có mặt của cả nhà mình cùng với nhóm trong chương trình văn nghệ hàng tuần. Chuyện nhau chung yêu
tôi giấu rằng mình nhà Vinh. Nhưng cũng đôi khi mình mơ mộng một lần, nhưng đêm nằm đường tình thơ ngày đã qua, lòng buồn nhiều hơn vui, nên lần đi phép cuối tuần này gặp em đã bốn năm rồi. Hai đứa tôi thương vì chung nhau chi hương, tôi kể anh nghe cũng vào mùa sầu. Thank you.
sầu riêng có cái gì đâu mà chị Trần Vân tặng cho anh một trái trái tim tầm bự thật là bự tổ bố luôn, tổ bờ tổ bà chản luôn. Mà bây giờ cảm ơn nha, cảm ơn nha, cảm ơn Mộng Thường Nguyễn, cảm ơn Thắng Tôn đã tặng quà cho anh Nhật Linh, cảm ơn cả nhà. Và bên thấy có những tình yêu mới gì đến như tình văn nghệ, bên xin cảm ơn tình yêu Trần Thị Thu Trang nha, và dĩ nhiên là không quên chị Trần Vân rồi đó. Đấy. Tình yêu Cẩm Hồng nó là sầu riêng ngọt ngào và đậm đà hương vị rất riêng. Nghe anh hát nhớ mùi sầu riêng, nhưng mà cái mùi thum thủm. Nói cho nghe, ở xứ Mỹ này mà chất sầu riêng mà đem ra đây mà gần tụi Mỹ nó chạy hết trơn hết trời. Ăn thứ gì giống Việt Nam mày ăn cái gì mà thú quá. Mình nó mày ăn thử rồi mày biết nó rất là ngon. Tức rồi lắm, mà bên có một anh bạn thôi, ảnh làm ảnh nhập xuất khẩu sầu riêng từ bên Thái Lan sang. Nhưng mà bác ông bật một nắm số thùng gì đó, ông đến chỗ bưu điện ông gửi. Ngày sau các anh chị theo dõi chương trình khắp nơi, chúc các anh chị một năm mới đầy gì. Ngày sau ông quay trở lại, các quý vị nghe, ngày sau ông quay trở lại thùng sầu riêng còn nguyên, hỏi tại sao thú anh không gửi gì. Nó sợ gì trong đó, nó thú không gửi đi. Đúng rồi. Mấy chị biết là một khi mình gửi á, thì mình gửi trúng chỗ thì nó đi, mà trúng chỗ thì nó chịu cái mùi đó nó đi, mà không trúng chỗ nó không chịu mùi đó nữa. Em biết không, sầu riêng qua anh bán không lẻ đâu, anh bán tới 35 đồng một pound. Người ta chỉ bán mà ở đây bán như 10 đồng là giá cao nhất không. Anh bán tới 35 đồng một pound lận, tức sầu riêng nhập cảng từ Thái Lan đem qua, tức là mới hái trong vườn, là mà máy bay đưa thật là lẻ sang tới bên Mỹ này trong vòng một đêm thôi. Sầu riêng ra đầu để nó tươi nó rất là mắc. Nhưng mà ông để lại một ngày, bị để lại một ngày ông rất là buồn, tại vì gửi cho khách hàng xa mà đến 2-3 ngày nữa đến sợ nó không được ngon nữa. Người ta trả 35 đồng, người ta đòi ăn cái gì là ngon nhất và tốt nhất. Rồi ngoài bên xã em Trần Thắng nha, khỏe không em trai, và cảm ơn Thiên Út đến chương trình văn nghệ của nhóm Việt Thanh Minh chiều hôm nay. Thôi nghe Hồng Vinh nói vậy, mai mốt Hồng Duy Cường buôn bán sầu riêng cho có lợi. Một trái 35 đồng cũng nghe một bao 35 đồng, một ký đô là 70 đô. Và dưới trái làm tới 70 rồi sướng. No, một trái là 2-3 ký đô là 200 đồng bạc một trái đó. Thì mua Việt Nam mua 10 đồng thì qua đây bán 50, 1 lời 4 cũng được. Chỉ cần thấy tiền số 1 rồi. Rồi xin mời quý chị thưởng thức nhạc phẩm Mùa Xuân Của Mẹ qua tiếng hát của anh Hưng sẽ gửi đến cho tất cả quý chị cùng lắng nghe nhé. Và cũng mến chào em Xuân Thơ, mến chào anh Lê Thắng đến với chương trình văn nghệ của nhóm Việt Thanh Văn Trường này. Và cảm ơn Lý Phạm đã tặng đi cho Thảo Ngọc một lúc 7 con tim là một lúc. Cảm ơn anh em Xuân Thắm nhiều. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hòa Bình xin mến chở Nguyễn Sinh đã tặng trên thương một đóa hoa màu hồng rất là to, mà mình rất chào những tình yêu mới đến nhà văn nghệ của nhóm với có anh Trần Nga Phụ, ẩm chạm Lily Ly. Xin lắm, nhưng mà một hai tháng anh đến chơi một lần, kế bên ảnh là có được chẳng những cái đó anh có một tình yêu, đây là người yêu của anh là đứng sau lưng anh đó, bởi áo đã đỏ đó, yêu ảnh hết sức mình, lúc nào cũng lo cho chồng cả ngày và đêm luôn. Xin cảm ơn tình yêu của chị Nguyễn Lợi. Mà bên xin chào các anh chị em mới đến chương trình văn nghệ của nhóm này, mình thấy có sự hiện diện của chị Nguyễn Thi Mơi, em Nguyễn Sinh đã tặng cho anh một cái bó hoa rất là to. Mà bên xin chào tình yêu Loan Hà đến từ thành phố Paris của nước Pháp, tình yêu xin chào nữ ca sĩ Yến Mai là ngày xưa là Triệu Minh, và xin chào tình yêu Lan Nguyễn Sang Hồng, và cảm ơn cả nhà một lần nữa đã đến chương trình văn nghệ này. Em mong tình nguyện và mong rằng cả nhà chia sẻ video này đến tay các bạn, và nói rằng chương trình văn nghệ được phát sóng từ 4 giờ chiều thành phố San Jose tiểu bang California nước Mỹ, tức là 7 giờ sáng hàng ngày chủ nhật thứ bảy và chủ nhật. Xin cảm ơn sự ủng hộ của cả nhà, we love you. Bây giờ chúng ta nói văn nghệ với phần trở lại của chị Mỹ Lợi, tác phẩm của Ngọc Sơn, tức tựa đề là Lòng Mẹ Hai. Xin mời các chị hướng về sân khấu với tình yêu Mỹ Lợi. Xin chào ạ. Đừng sớm nghe lá thu rơi.
studio Lâm Phạm đã cho một đóa hoa rất là tuyệt đẹp nha. Cảm ơn studio Bá Tước đi tuyệt vời. Chị ơi, cảm ơn studio Cảm Cảm Hôn, Cảm Long. Và cảm ơn chị Nguyễn Thị Mưa nhé. Cảm ơn em Hà Lê Nguyễn và cảm ơn studio Bé Chị Nghệ. Cảm ơn các nhà đã có lời khen studio Mỹ Lợi. Chi một dòng sông dữ chi vậy chị, nước mắt chảy hai dòng luôn. Tội nghiệp rồi quá. Em hỏi chị Mỹ Lợi, tại sao mà ca giọng ca càng ngày càng hay vậy? Ban đêm không chịu nằm bên người yêu, không chịu lo giúp gia ổng mà lại lo học ca nhạc, ca chơi nó hay coi chừng mai muốn là mai muốn là làm ca sĩ rồi không bỏ sao nó xin để đưa trung tâm thật có chờ nghe bỏ bỏ đi bỏ làm ca sĩ nữa tức là bỏ anh một đi một dọc luôn hết còn tình yêu luôn muốn ở đây làm ca sĩ luôn. Xin cảm ơn Cẩm Hồng nha, hay lắm chị Mỹ Lợi ơi. Rồi chúng ta vô chương trình phần 2 của chương trình văn nghệ chiều hôm nay. Duy Cơn sẽ trở lại với anh hồi nãy là trai nhà nghèo, bây giờ trai nhà quê. Rồi xin mời cái nhà thứ nhất phẩm anh trai nhà quê. Rồi em thì anh ra sân nhảy cho nó nhộn nha. Chia sẻ cho em nhé.
mừng cho điều Chole. Anh nói vấn đề xin em đừng chê, anh trai nhà quê đâu dám mơ gì em gái tình anh lắm kẻ người theo, anh trai nhà quê đây lắm chứng buồn giờ còn ngại buồn mỗi lần gặp mẹ. Tôi nói sao bây giờ gặp trong tình cờ giả nghe em sao mà thương thế. Thì đẹp kiêu kỳ bao dạng tình sĩ, anh trai nhà quê đang nói ruột rè chẳng có ai nghe, anh trai nhà quê đâu có chi để xin đôi của người mà còn đi cưới. Bài nhạc phẩm thứ hai thì cần cũng xin được bài nhạc phẩm cảm ơn cả nhà đã có lời khen nhé. Nhạc phẩm thứ hai thì cần xin được bài nhạc phẩm Nhẫn Tâm sáng tác nhạc sĩ Tuấn Quang, xin mời cả nhà cùng lắng nghe. Người vô tâm ngày
trò kín mà giờ đắm cây trăm chiều nhìn em đi lặng giá bây giờ hết là người bước chân âm thầm đi về mình tôi con đường ngày xưa mình cùng chung đôi giờ thôi nhớ thương cuộc thế giờ thì em cũng không về tình anh như người đứng bên lề giờ thôi nhớ thương cuộc thế giờ thì em cũng không về tình anh như người đứng bên lề giờ thôi nhớ thương cuộc thế giờ thì em cũng không về tình anh như người đứng bên lề. Cảm ơn cả nhà. Và bây giờ xin mời cả nhà thưởng thức nhạc phẩm Ngôi Sao Lẻ Loi của tình yêu Đăng Hà sẽ gửi đến cho cả nhà cùng thưởng thức nha.
lại một bài Slam Moshe Borean nha, nếu mà không tập mà hư thì đã chịu thôi. Mà Vinh thân chào em Nguyễn Chánh nè, xin chào em Vân Mai đến chương trình nghệ của chúng ta chiều hôm nay. Bản đầu tiên là Cho Thể Hoang Vu và Mình Em Tình Cũ. Nếu mà một hai bài chỉ cần chấm đại, bài nào ca cũng được. Sau đó là dự bản Slam Moshe Borean, Tình Cho Không Biểu Phẩm. Nhưng cũng ok luôn, tác giả Trần Quảng Nam, sau đó là Lâm Sa Cô Giang. Và mình xin chào chị Phượng Hoàng nha. Mười năm không gặp, tưởng tình đã phù. Mây bay bao năm tưởng mình đã quên. Như mây bay đi, một trời thương nhớ. Em ơi bên kia có còn mặt mười năm cách biệt lần bỡ ngỡ, quên đi mộng buồn bấy lâu. Nhưng em yêu ơi, một vùng ký ức vẫn còn trong ta cả một trời yêu. Cả một trời yêu bao giờ trở lại. Ôi ta xa nhau tưởng chừng như đã. Ôi ta yêu nhau để lòng cương ngỡ. Tình bất phân ly, tình vẫn như mơ. Cho qua bao năm mộng buồn quên dấu. Nhưng sao bao năm này dài qua mãi. Trong anh hôm nay thấy tình còn đây. Mười năm cách biệt đành quên lãng. Như mây như mưa bay đi muôn phương. Nhưng em yêu ơi, một vùng ký ức vẫn còn trong ta một đời buồn đi. Dòng ca của Hồng Vinh đi vào những trái tim khán giả nghe nha. Cảm ơn anh Quốc Đức nhé. Cảm ơn tình yêu Phường Hoa, những hoa rất là tươi rực rỡ nha. Cảm ơn tình yêu Hồng Hải thả hết tim tặng cho. Cả một trời yêu bao giờ trở lại. Ôi ta xa nhau tưởng chừng như đã. Lòng thương ngỡ tình bất phân ly, tình vẫn như mơ. Đành như lòng tan xa từ kỷ niệm. Cho qua bao năm mộng buồn quên dấu. Dài qua mãi, trong anh hôm nay thấy tình còn đây. Mười năm cách đây,
nay thấy mưa trời về. Như anh hôm nay thấy lòng thương nhớ. Nhà thứ hai là trong chung cho ý kiến, nếu mà sai thì cắn cho chị tha thứ một cái bên nhé. Tình yêu cho không biếu không, yêu cầu của Long Hà đến từ thành phố Paris nước Pháp, cứ bắt mà bên cạnh thì Pháp thì Men's Warehouse believes you should love the way you look. Biết chữ nào chơi chứ nó dưới cơn mở nhà cũng mở cho anh mảnh cho bự nha, à nhỏ Vinh Hồng nó thấy được á. Tình cần có hai lời ca, tình là bãi khô cần ngô, diều trời gió càng ngoài trời, đêm về màu sáng yên vui. Tình cho không biếu không, ân tình ai cũng cho được nhiều. Tình cho không biếu. Cảm ơn cả nhà đã có lời khen hay quá và quá quá là tuyệt vời. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều ạ. Cảm ơn cả nhà, we love you. Je t'aime, je t'aimerai toujours. Sông về sông về sông ngõ, là mùa cam đơn là sáng sớm. Nơi sẽ mê vịt thơ pha. Il y a su te en être qui t'aime la folie. Sans même en tant connaître, près d'un dernier sa vie. Chờ không biết không, ân tình ai cũng cho được nhiều. Tình cho không biết không, cho nên mùa ban tình yêu. Tình cho không không thiếu, không bán mua tình yêu. Cảm ơn cả nhà.
Và bây giờ xin mời cả nhà hướng về sân khấu với một người đẹp mà cuộc tình lúc nào cũng dang dở và dở dang. Nhưng mà bây giờ người đẹp này phải trả nợ một cái cuộc tình gì đó phóng ạ. Mà chắc không biết là trả kiếp này, kiếp sau và mãi mãi không biết trả hết không. Xin mời quý chị thưởng thức nhân phẩm Trả Nợ Ân Tình, sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Khanh và tình hát của chị Thảo Ngọc sẽ gửi đến cho cả nhà cùng lắng nghe. Tại sao cứ gây ân, gây oán, làm chi mình phải mà trả nợ phải mà. Nếu mình cuộc sống mình đàng hoàng, mình đừng có lừa gạt người ta, mình đừng có lừa dối người ta, thì mình trả nợ kiếp này phải không ạ? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
rồi khổ cho nhiều pháp âm, yêu ít ít thôi thì sẽ khổ sẽ khổ ít thôi. Đã nói rồi, đừng gây thù gây oán này đâu phải trả nợ đâu, mà sống mà cứ tuần này gây người này, tuần tới chọc người khác, rồi quen nhiều quá thành ra nợ nhiều quá trả không nổi, trả ngập đầu chết kiếp sau cũng trả không nổi, ngồi đó thằng khóc gì với ai không? Nó nói đời có dây có trả, thành ra đời không có lửa sao có khói phải không ạ? Cảm ơn tình yêu Văn Mai nha, phải công nhận chị Thảo Ngọc hay đòi nợ các tình yêu quá. Tuần nào lên đòi nợ 6 bài đủ 6 ngày 6 lần luôn. Và Thảo Ngọc là em của Lý Mặt Sầu nha. Vâng, tình là cái chi tình là hận tình. Thành ra mà ai nha, Thảo Ngọc ca dạy cho nhào vô không bị chém bị giết đó nha. Mà muốn chị Thảo Ngọc sẽ giống như Lý Mặt Sầu nha quý chị. Đó, phải có cái cây, cái cây phất trần. Vâng, tới nhà Thảo Ngọc mà có nhiều cái cây hoa hồng có gai lắm nha, nhảy vô bụi là rồi chết về tình đấy. Xin chào tình yêu Nguyễn Tiên nha, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Và bây giờ xin mời cả nhà hướng về sân khấu với tác phẩm Phương Hương Bỏ Lại, sáng tác của Tô Hiền Vân. Và tiếng hát của tình yêu Hồng Dương sẽ gửi đến cho cả nhà cùng lắng nghe. No.
chương trình văn nghệ chiều nay của tên kế có anh Trương Phạm nè, có chị yêu Thọ Thành, cái Miyata Tuyết cũng là tình yêu văn nghệ rất là nồng nàn, cái Nguyễn Văn có tình yêu Nguyễn Nguyệt, chúng ta có anh Liên Huỳnh, xin thành thật cảm ơn, gửi lời chân thành cảm ơn mọi người đã theo dõi, như nhất là em Cẩm Hồng nè, đã từ đầu đến giờ, anh Bá Tuyết nè, Bá Tước nè, đã từ đầu đến giờ không bao giờ mà bỏ quên lại chương trình này, xin cảm ơn hai người. Mình xin chào anh thân Vân Mai, xin chào anh Nguyễn Nguyễn và xin chào bạn và bạn nha, Mai Boss Minh, cái tên rất là đặc biệt, không thể nào chúng mình mà quên được. Mình xin cảm ơn cả nhà rất nhiều nha. Rồi cảm ơn Nguyễn Nguyễn đã tặng cho Ngọc Vinh một con một ngón tay thật đẹp nè, Duy Cường tới 6 ngón tay, tôi cần hơi ganh tị một tí xíu nha. Dạ. Và sau đây xin mời cả nhà thưởng thức nhạc phẩm Câu Chuyện Đầu Năm, sáng tác của nhạc sĩ Hoài An. Và sau nhạc phẩm này anh Hưng chuẩn bị giùm em nhé. Chào đây xin kính chào anh. Mong đã
thì tôi xin chào tạm biệt mọi người. Cảm ơn tạm biệt cảm ơn Mai Bác Minh nhé. Tạm biệt Bác Mai, em Liên Nguyễn, tạm biệt Thảo Thác. Và tạm biệt Hồng Thủy. Tạm biệt Nguyễn Nghị, quý vị các bạn nhé. Ta cùng nhau đón thêm một xuân. Xin cánh nguyện cái chặt tình thân, xin đánh lòng những bâng khuâng, năm nay chắc lạc tình quân. Con mang niềm tin tôi, bao lá nguồn yêu muốn, nhưng hôm nay giờ phơi xinh. Thế gian hay nhung đi mất tiêu rồi mà cô ca bản là mùa xuân không biết tại sao luôn. Bây giờ chỗ này là chỗ mùa đông mà Tết hết từ đời nào rồi. Tại vì cô lúc nào cũng tưởng tượng vẫn còn xuân lắm còn à. Xuân. Còn xuân và vẫn còn yêu xuân lắm à. Tôi tuổi đã cao mà trong lòng vẫn còn xuân. Cuối tuần này các chị anh chị lên trên sàn diễn sẽ thấy cô nhảy nắng vẫn còn xuân đó mà vẫn còn mùa xuân mãi mãi và dài dài. Vinh thấy có ba người bạn đến chơi văn đến văn câu lạc bộ văn nghệ rất là vui nè. Con tên tôi rất là đẹp nè, Hoàng Tuyết nè, Nguyễn Tuyền nè, Minh Tuyết nè, Nguyễn Vân, những cái tên mà chúng mình sẽ không bao giờ quên được, cái tên rất là đẹp. Hình như có một cái phần cái tự đi chung với nhau. Cảm ơn mọi người nha. Vinh cũng thân chào anh Hồ Thành Tôn, ông cho cảm ơn cảm ơn cảm ơn Vân Mai đã có lời khen tặng cho ca sĩ và My Boss Minh. Ráng bình phục nghe tình yêu My Boss Minh để chúng ta còn nối tiếp chương trình văn nghệ với không à. Chứ một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ, nghe bạn bệnh thì tụi này cũng không có vui. Rồi xin cảm ơn Hoàng Tiết đã chứa gì anh nhỏ anh Hưng mới ngồi xuống là tặng một đám trái tim là nhiều quá vậy. Hưng Vinh tháng mời mãi mãi bên em. Ồ chắc là tại vậy mãi mãi bên em không ngon tặng gì trái tim. Rồi hứa về sân khấu với tình yêu hơi ngạn. Hồ nắng mãi tương tư
phải thế lặng lẽ nước đêm mơ. Anh mơ sẽ bên em cho đến từng cuộc đời. Nếu có điều gì quên kiếm duyên thì em ơi, rồi mai đây anh sẽ đón em về mở cửa hồn em vào đó trong chưa. Em có thấy tình anh ngày nắng ngày nực một đời vì em thương. Đôi khi có những mùa giông bão qua đây, em thấy đời là nắng nào. Này em đừng nhớ tiền đắng đau, đừng nhớ bàn tay đang tắm mây. Thank you.
Chiều qua bao nhiêu
lành mỗi người cho mình còn nhớ nhau. Chiều qua bao nhiêu lần ấy mời nghe buồn ghé mỗi sầu. Ngày nào mình còn có nhau xin cha dài lâu. Đời thôi có nhau xin người biết đâu. Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em. Gió ơi bay lên để bụi đường lòng mặt. Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em. Áo xưa chưa quen phòng trần, đời mùa thu vàng áo thêm. Chiều một mình qua phố one of the best savings rates in America. Nhấn chào tất cả người học đến chương trình của anh nhã nha. Và tình yêu Nguyễn Nguyễn tình cha ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu suốt đời. Vì con gian sâu bao nhiêu cha ơi cha nhà dẫu yêu và con nhớ mãi.
cả nhà đã có lời khen tình yêu Mỹ Lợi nha. Chị Mỹ Lợi đã làm cho chị Minh Tuyết khóc rồi kìa, cảm động quá chị khóc rồi kìa. Cảm ơn những đón hoa tươi đã tặng cho chị Mỹ Lợi nha, những tràng hoa tay đã tặng cho chị Mỹ Lợi. Cảm ơn cả nhà rất nhiều ạ. Rồi bây giờ cảm ơn những tình yêu đã có mặt, đã đến chương trình văn nghệ chiều hôm nay. Còn bên đây có chị Duyên Trương nè, có anh Trần Lê Hùng nè, có chị có một tình yêu Việt Vũ coi như lần đầu tiên đến chương trình Hoàng Vinh và Di Cương. Xin cảm ơn tình yêu Việt Vũ nha. Mong rằng Việt Vũ, chị tình yêu Việt Vũ tìm thấy những giây phút thoải mái. Bây giờ chúng ta vào phần cuối của chương trình. Hồi nãy là Di Cương đã có hai bài nhạc rồi, Anh Trai Nhà Quê và Anh Trai Nhà Nghèo. Bây giờ trắng tay mới biết đặt lòng. Rồi xin mời cả nhà cùng thưởng thức. Thì tôi xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. Chúc cả nhà một ngày mới an khang thịnh vượng và tràn đầy hạnh phúc nhé. Cả nhà chia sẻ giúp em à. Cảm ơn cả nhà nhiều nhé. Ta bây giờ chỉ là một kẻ mơ.
cũng chỉ là đang thiết tập phẩm trắng tay tôi biết ai là bạn qua tiếng hát của vừa vui và vừa gửi đến cho cả nhà cùng với biết bạn. Và sau nhạc phẩm này chúng tôi sẽ hát một nhạc phẩm qua sự yêu cầu của tôi yêu anh nghiệp nhé. Cả cuộc đời là đôi mãi mãi.
chuyện năm xưa. Em biết chẳng em thương em những người em tất cả lại. Còn gì đẹp anh lúc ta xung vầy. Cầu mong sao xuyên đẹp đôi ước nguyện cả cuộc đời là đôi mãi mãi gần đến em. Cầu mong sao xuyên đẹp đôi ước nguyện cả cuộc đời là đôi mãi mãi gần đến. Ôi, hôm nay là hơi đâu mà la gần gần em dài dữ luôn á. Rồi vâng, mai nói rằng gì muốn nhà hết cái hoa rồi thả hết tim đi Duy Cường thì chịu không? Rồi xin mời anh đi hỏi cần ai thì dám trả lời không? Rồi xin mời cả nhà thưởng thức nhạc phẩm cô gái bán sầu riêng. Trời đầu tiên nghe chị ca tiếng Huế không xong nè, tiếng Tàu cũng xong, vô tiếng Việt vô cải lương nữa. Bây giờ thì tình yêu nhà chơi cải lương hôm nay nghe lần đầu tiên nha. Bây giờ tăng cổ cho Duyên nha. Trời ơi hôm nay ngân hà lên dữ dội. Rồi Duyên Trương nè, Lê Hùng nè, bạn Việt Vũ nghe lắng nghe, hãy chờ khỏi vài phút một lần nghe lỗ tai hay là bịt lỗ tai lại. Tình yêu ngân hà lần đầu tiên nghe ca tăng cổ cho mọi người. Rồi xin mời cả nhà thưởng thức nhạc phẩm cô gái bán sầu riêng nha. Mà sao sao nó cổ thấy trái sầu riêng nào trời. Chắc bán hết rồi, sầu riêng bán hết rồi, không còn trái nào hết trơn. Em không cả
nhiều hôm, chắc có nhiều hôm anh ra ngoài kia nô đùa cùng sóng biển, cớ sao anh chẳng ghé Long Thành. Xong được mà bên thích diễn ra anh chị mới tới nè, thấy có Phượng Hoàng nè, có chị Phượng Nguyễn nè, có ai chị Thỏ Thanh phải không chị, và bạn Thanh Tùng. Rồi chương trình văn nghệ được phát sóng thành phố San Jose tiểu bang California 4 giờ chiều, tức là 7 giờ sáng Việt Nam ngày cho bản sáng thứ bảy và chủ nhật nha cả nhà. Hãy giúp đỡ mà bên một cách chia sẻ video này đến tay các bạn. Bây giờ hai bài em nhớ ngày mai một bên ca và bài tiếng Anh cho em nha. Bây giờ anh Hoàng Trinh không đổi không kịp ra hai bài Lạy Trời Của Đời Bình Yên và bài Ngăn Cách, nhưng mà có thể một bài thôi tùy theo số lượng của rồi xin mời quý vị thích nhạc phẩm Lạy Trời Con Được Bình Yên. Dạ, khi nào anh Vinh ngủ không được thì nhờ chị Ngân Hà qua hát tập cổ cho anh ngủ nhé. Lạy trời con được bình yên, tình yêu đó giết con trong yêu phiền, cho đến bây giờ, cho đến bây giờ sau còn chiều miên. Lạy trời con được bình yên, ngày vui đó đã qua mừng rồi, ôi mấy đêm nay tôi cố quên người lại càng yêu hơn. Vào một đêm không trăng không sao, ta trao cho nhau một đêm tuyệt vời, một đêm bên người yêu ngập hồn tôi, tình ngàn trái nhờ nhau suốt đời. Mai em đi về rồi,
đời buồn lắm em ơi. Sau cơn mơ thật dài là giờ phút đơn côi. Buồn này biết ngõ cùng ai, người đã đến trong cơn mê này. Thương nhớ con người nửa bước không rời, giờ đành chia xa. Tình này anh đã buồn vây, hạnh phúc đó dùng nhang của người. Xin chắc cho đời riêng đớn đau này dành lại cho tôi. Vi Cần xin chào cả nhà, xin chào cả Vi Lê nhá. Cảm ơn tình yêu anh Nghĩ nhá, và cảm ơn tình yêu Bích Nghĩ, và cảm ơn tình yêu em Nghĩ. Và xin chào cái sự tình yêu Giang Ngọc nhé. Và một đêm không chẳng không sao, ta trao cho nhau một đêm tuyệt vời, một đêm bên người yêu ngập hồn tôi. Tình ngàn trái nhờ nhau suốt đời. Mời em đi về rồi, đời buồn lắm em ơi. Sau cơn mơ thật dài là giờ phút đơn côi. Buồn này biết ngõ cùng ai, người đã đến trong cơn mê này. Thương nhớ con môi nửa bước không rời, giờ đành chia phôi. Tình này anh đã buồn bay, hạnh phúc đó dung nhan của người. Xin chắc cho đời riêng đớn đau này dành lại cho tôi. Xin chắc cho đời riêng đớn đau này dành lại cho chắc từ hồi giờ Hồng Vinh chắc tung tăng lắm không à. Cuối cùng quay, rồi mình cũng thấy em ơi. Nên bây giờ chị Giác Ngọc chị mới nói là bây giờ mới chiều là lại chờ cho con được bình yên. Năm trước rồi chắc là giật chồng của Giác Ngọc rồi, sao năm nay gặp Giác Ngọc thì Giác Ngọc chỉa ba cái mũi dao nhọn năm lưng đau quá. Và bây giờ thì biết chị thưởng thức một cái giọng ca mà lúc nào cũng tình yêu trắc trở, mà yêu người mà người lại không được yêu phải không ạ? Lúc nào cũng nói đồng tiền, lúc nào cũng tưởng nhớ đến người ta trong trái tim hình ảnh bao nhiêu cái sự yêu thương nồng cháy đó đã nằm ở trong tim, nhưng mà cuối cùng người đó cũng ánh mặt mà bỏ đi. Thôi bây giờ chỉ hai chữ thôi, đồng tiền cho rồi phải không ạ? Vâng, xin mời cho nhà thưởng thức nhạc phẩm đồng tiền. Thì không mau đi theo Giác Ngọc người có bàn tay sáu ngón đó, học hỏi những cái gì sai trái. Rồi bây giờ đồng tiền cho dứt nha chị, cho khỏi đau nữa nha. Tim mình coi như là nó sẽ trở lại thăng bằng phải không ạ?
Rồi xin mời cái nhà thương thức nhà Phật đầu tiên. À, sáng tác nhà sĩ Thái Thần và tiếng hát của tình yêu Thảo Ngọc sẽ gửi đến cho tất cả quý chị cùng lắng nghe. Nhớ muôn đời được
Và bây giờ xin mời cả nhà thưởng thức với nhạc phẩm Thương Hoài Ngàn Năm, sáng tác của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương và tiếng hát của tình yêu Hồng Dương sẽ gửi đến. Chuyện tình người đang áo. Sao chị không rồi xin mời cái nhà thưởng thức nhạc phẩm Thương Hoài Ngàn Năm. Đúng xin chào mọi người. Ngàn năm thương hoài một bóng người, tình đã khơi rồi mong khó nhạt phai, chẳng biết rồi có khi đời ngăn cách đôi cùng sông vầy.
Vinh xin thân chào hai bạn mới đến chương trình văn nghệ của Hoàng Vinh và Dưới Cường nha. Có bạn Góp Minh và bạn Há Lưu. Chương trình được phát sóng từ thành phố San Jose, tiểu bang California từ 4 giờ chiều, tức là ngày thứ 6, thứ 7, tức là Việt Nam là 7 giờ sáng hai ngày, thứ 7 và chủ nhật. Mong rằng các bạn tìm được những giây phút thoải mái. Và cảm ơn Giáng Ngọc, cảm ơn Hoa Lam Chiều, cảm ơn Tình Yêu Vân Mai, cảm ơn bác Annie Nguyễn, cảm ơn Mai Boss Minh. Mong rằng em Mai Boss Minh được là bình phục sớm và một ngày mới đầy may mắn, hạnh phúc và nhiều vui vẻ nhé. Hoàng Vinh cũng cảm ơn chị Yêu Thỏ Thành đã tặng cho anh chị nghệ sĩ một cái bó hoa thật là đẹp, thật là bự. Cảm ơn bạn A Linh Nguyễn và cảm ơn cả nhà không thiếu sót ai nha. Hoàng Vinh thân chào em Lương Y Phan Toàn. Chào cả nhà nhé. Và em và bạn Hải Cao. Bây giờ chúng ta đứng trước văn nghệ với trình trở lại của chị Mỹ Lợi nha. Xuân này con về mẹ ở nơi mô. Xin cảm chào ạ.
trong thơ bên mẹ ngồi kể xin mời anh Nhật Linh lên với nhân phẩm ngày tròn tuổi Linh sáng tác nhạc sĩ trong khi xin mời tiếng hát xin mời cả nhà cùng nghe tiếng hát của anh Nhật Linh. Và sau nhạc phẩm này anh Hưng chuẩn bị cho em với hai nhạc phẩm em nhé. Xin lấy lời thơ khi câu chuyện tình đẹp nhất đời tôi. Mùa hoa năm mai đi nàng còn thơ ngây, tôi bước chân vào linh gặp em lần cuối trước khi lên đường. Nghe ngào nàng khóc, tôi tủi ngồi nhìn nàng, tâm tư thay xót thương nàng biết bao. Áo chiến phai màu đã thay nhiều lớp trên vai, phấn đấu không kể nắng mưa ngày nắng đêm dài, vì tôi thương ai. Ra đi say hạnh phúc tương lai. Mỗi lúc quân hành viết cho nàng lá thư xanh, với cánh hoa rừng ép trong lòng dậy chân thành. Còn thứ cho tôi, nàng không quên trao một cánh hoa. Chân gian nàng thương chăm nhớ, nàng thương gọi tên tôi những khi chiều vắng. Lòng trai tiền tuyến vẫn yêu trung thành, say đắm tiếng hà ngày tròn tuổi lính. Mời kết mong ta cùng có đôi. Thì tôi xin cảm ơn cả nhà và cảm ơn tình yêu Hoa Lan Kiều nhé. Hay quá anh ơi. Cảm ơn cả nhà đã đón nghe tình yêu Nhật Linh nhé. Chúc cả nhà ngày mới lúc nào cũng tràn ngập đầy yêu thương và sự may mắn sẽ đến cho tất cả quý chị nhé. Xin lấy lời thơ khi câu chuyện tình đẹp nhất đời tôi. Mùa hoa năm mới nàng còn thơ ngây, chân vào linh gặp em lần cuối trước khi lên đường. Vui kiếp gió sương nghẹn ngào nàng khóc, tôi cuối ngồi nhìn nàng,
tôi thương ai mà vui ra đi say hạnh phúc tương lai. Mỗi lúc quân hành viết cho nàng lá thư xanh với cánh hoa rừng nét trong lòng đầy ân tình. Còn vui cho tôi nàng không quên trao một cánh hoa làn môi cho tôi nghĩ rằng tình tôi với nàng đẹp nhất trần gian. Nàng thương trăm nhớ, nàng thương gọi tên tôi những khi chiều vắng. Lòng trai tiền tuyến vẫn yêu trung thành, say đắm thiết tha. Ngày tròn mười lính, chim trời được liền cánh. Em mời kết bóng, ta cũng có đôi. Lòng trai tiền tuyến xin chào chị Ngọc Diễm nha. Trời bây giờ mới vô. Ngọc Diễm bây giờ mới có mặt dữ không? Cảm ơn tình yêu Ngọc Diễm đến với chương trình Bản Nghệ nha. Đi chơi vui vẻ nha chị. Cảm ơn những bó hoa tươi của tình yêu Diễm Thị Phương. Phương đã tặng đến cho tất cả quý chị các bạn em đấy ạ. Và cảm ơn tình yêu Nhắn Ngọc nhé. Cảm ơn tình yêu A Linh. Và cảm ơn tất cả quý chị đang có mặt trên Facebook. Và sau đây xin mời quý chị thưởng thức hai nhạc phẩm do anh Hương. Nhạc phẩm đầu tiên là bài Ca Tết Cho Em, sáng tác nhạc sĩ Quốc Dũng. Và nhạc phẩm thứ hai là Đêm Buồn Tình Lẻ. Xin mời cả nhà cùng thưởng thức. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
rau lòng ăn ruộng. Thế này anh có thèm chơi đánh bài, thì trong vòng tay anh em như ngập như nhà. Thế này anh cũng chẳng chơi hoa, vì mỗi em cười như chứ. Thế này anh cũng chẳng cười hoa, vì mỗi em cười như chứ đà nguyện hoa. Thank you. Thank you. Và nhạc phẩm thứ hai anh Hưng sẽ gửi đến cho tất cả quý chị với nhạc phẩm đêm buồn tình lẻ, sắp tới các nhạc sĩ Tú Nhi sẽ gửi đến cho tất cả quý chị nhé. Cảm ơn tình yêu bé Nghị đã gửi lời thăm đến anh Hưng nhé. Oh,
nhìn thân quyền nhìn mơ ước ngày nào thế hương còn in nhiên cho tôi nguyên đường thăm mộ và hương đó mới tốn vui khi nhớ về nhà đêm nay trên đồn vắng thương em ăn đường nhiều lắm em mưa tiếng nhỏ chân tình lẽ đêm buồn. Rồi xin mời tất cả anh chị em nghệ sĩ để chúng ta ra chào tạm biệt tất cả anh chị em trên Facebook nha. Một lần nữa mà xin cảm ơn tình yêu giám nhập em Andy Nguyễn và cảm ơn tình yêu Ngọc Diễm nha và cảm ơn tình yêu Nguyễn Nguyễn cảm ơn Nguyễn Nguyễn nha và cảm ơn tình yêu Lê Nguyễn cảm ơn chị Thọ Thành nha cảm ơn chị Thọ Thành nha hẹn gặp mọi người ngày mai Việt Nam là 7 giờ sáng còn Mỹ này là 4 giờ chiều cảm ơn tình yêu chị Nguyễn Phương Phương. Chẳng đơn cái chẳng đơn buồn nhớ ai chẳng rơi trên sông không sao nữa các trời đang thang đi tìm người thương nửa bông trắng em nơi phương xa nửa nhớ mong anh đây đang chờ chờ em đến với những nỗi nhớ cha chàng hàng xa người rồi xa chỉ còn anh đêm ôm cô đơn ánh trăng non ai chia đôi bờ buồn rơi mai dẫu có đớn đau vẫn ôm tình em ngồi đây với trăng tàn anh ơi lòng anh nhớ em nơi cuối trời dù rằng em giờ đây vội phai vui tình duyên mới bên trái bên phải nhà toàn Nhật Linh với chị Nhân Hà với chị Hồng Dương và sau lưng là chị Mỹ Lợi chúng ta có Thảo Ngọc với bên tay phải có Duy Cương và Hòa Vinh và có anh Hưng thành đoàn kết một lần nữa xin cảm ơn sự ủng hộ cả nhà mong rằng gặp mọi người ngày mai mong rằng chúng ta có một ngày mới vui vẻ hạnh phúc trọn vẹn và nhiều ý nghĩa. Buồn nhớ ai trên rơi trên sông cũng sông nhớ chẳng tôi đang ta chưa tìm người thương nửa bông trắng em nơi phương xa nửa nhớ mong anh đây luôn chờ cho em đến với những nỗi nhớ giữa trong vần trăng người ở đâu lòng anh mong rằng
chị Cao Lê, xin chào chị Ngọc Diễm. Hẹn nghe Ngọc Diễm gặp Diễm 2 tuần lễ nữa nha. Em đi chơi vui vẻ nha. Vâng, chào chị Ngọc Diễm. See tomorrow. See tomorrow. Còn đến mai